Xin chào các bạn. Câu hỏi của ngày hôm nay là có một mẫu đồng hồ nào đó vừa thể thao, vừa bền bỉ, mạnh mẽ nhưng lại vừa có được phong thái lịch lãm hay không? Câu trả lời là có, đó chính là những chiếc đồng hồ thể thao sang trọng. Và trong video này, Đức sẽ giới thiệu các bạn hai lựa chọn đến từ hai thương hiệu Thụy Sĩ tiêu biểu nhé. Ở đây mình đang có chiếc Middle Commander ở bên phía tay trái và bên phải là Tissot PR100. Đây đều là những dòng sản phẩm huyền thoại gắn liền với tên tuổi của cả hai thương hiệu. Những phiên bản khác nhau đã được ra đời và cải tiến liên tục suốt hàng chục năm qua và đại diện cho phong cách thể thao sang trọng. Một chút thông tin về hai hãng đồng hồ này, đây đều là những nhà sản xuất truyền thống danh tiếng của Thụy Sĩ. Middle vừa kỷ niệm 100 năm thành lập, còn Tissot đã có tuổi đời lên đến gần 170 năm. Hai hãng đều có những đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ và thế giới. Trong khi Tissot có đồng hồ bằng đá, đồng hồ mặt số cảm ứng đầu tiên, thì Middle lại sở hữu phát minh về cơ chế chống nước Arcadura hay hệ thống liên cord PowerWire. Tất cả đều làm nên tên tuổi của hai thương hiệu một cách đáng nể trong làng đồng hồ thế giới đến tận ngày nay, cho đến khi mà cả hai cùng chung một mái nhà là Swatch Group. Giờ thì mình sẽ nói đến phần thiết kế. Đồng hồ thể thao sang trọng là một làn sóng thiết kế được thổi bùng lên từ những năm 70 với sự xuất hiện của thiên tài Jérôme Genta cùng những siêu phẩm của ông như là Audemars Piguet Royal Oak hay là Patek Philippe Nautilus, IWC Engineer. Tất cả đã đem đến cho thị trường lúc đó vốn đã tràn ngập những mẫu wristwatch hay là diver một làn gió mới từ nhu cầu của một chiếc đồng hồ đa dụng có độ bền cao nhưng vẫn thể hiện được phong cách là sang trọng và lịch lãm. Đối với Middle Commander, chiếc đồng hồ ra đời một thời gian ngắn trước đó, tức là năm 1959, trong khi là PR100 được Tissot đưa ra mắt vào năm 1984. Cả hai đều mang tổng thể thiết kế mạnh mẽ, khỏe khoắn nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cá nhân mình thì cho đây là một phong cách không quá cơ bản nhưng lại là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang cần chiếc đồng hồ toàn diện. Vậy toàn diện ở đây cụ thể là những chi tiết như thế nào? Đầu tiên là về khả năng chịu nước. Trong khi bạn có thể dùng Commander đi mưa, rửa tay hay thậm chí là mang đi tắm, thì với PR100 nó còn bền bỉ hơn với việc hỗ trợ mức chống nước lên đến 10 ATM, đủ điều kiện để bạn mang đi bơi. Đây chính là một thế mạnh vượt trội của đồng hồ thể thao sang trọng so với wristwatch truyền thống, vì nó không còn bị giới hạn bởi thiết kế mỏng nhẹ để có được không gian cho hệ thống chống nước mạnh mẽ hơn. Điểm mạnh thứ hai phải kể đến là tính năng dạ quang, thứ gần như là bắt buộc trên mọi đồng hồ thể thao. Với thiết kế kim bản lớn thì cả Tissot và Middle có đủ không gian để phủ lên đó lớp dạ quang cho khả năng nhìn đêm cực kỳ dễ dàng. Để ý một chút thì các bạn sẽ thấy là kiểu kim này rất giống với thiết kế kim trên chiếc IWC Engineer, một trong những tác phẩm lừng danh của Jérôme Genta. Form vỏ và dây của hai mẫu này đều được thể hiện rõ nét khỏe khoắn mang đậm tính thể thao với sự kết hợp hoàn thiện bóng và phay xước một cách hài hòa. Thậm chí là thiết kế của chiếc Middle còn là sự tái hiện tòa tháp Eiffel, biểu tượng kiến trúc của thủ đô Paris, nước Pháp. Đó là những điểm chung, còn sau đây sẽ là những nét khác biệt. Điểm khác biệt dễ thấy nhất chính là ô cửa sổ lịch. Trong khi Tissot thể hiện đơn giản với tính năng lịch ngày ở góc 6 giờ, thì Middle lại đem đến tính năng lịch thứ cùng lịch ngày đồng bộ ở vị trí 3 giờ. Nhìn kỹ từng chi tiết trên mặt số thì mình thấy rằng Middle có sự hoàn thiện sắc sảo hơn khá nhiều. Cũng dễ hiểu bởi vì là sản phẩm của Middle thì được định vị ở một phân khúc cao hơn và giá bán của mẫu Commander cũng gấp 1,5 lần so với đại diện đến từ Tissot. Tiếp đến là bộ máy, Middle sử dụng Caliber 80, cỗ máy được chứng nhận chuẩn Chronometer cho độ chính xác cao gấp 3 lần tiêu chuẩn chung của đồng hồ Thụy Sĩ. Trong khi đó thì PR100 lại được trang bị Powermatic 80, cùng có 80 giờ chữ cod nhưng không có chứng nhận COSC như Middle. Nhìn độ hoàn thiện thì Caliber 80 cao hơn với hoa văn Geneva trên bánh đà cùng sự tô điểm bởi những con ốc xanh lạ mắt. Còn mức độ hoàn thiện máy của Tissot lại ở mức khá là cơ bản. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với chủ trương và vị thế của cả hai thương hiệu. Middle cao cấp hơn và tập trung rất nhiều cho bộ máy, trong khi Tissot lại chú trọng vào trải nghiệm thực tế cùng một mức giá hấp dẫn. Tại Duy Anh thì bên mình ngoài chính sách bảo hành từ hãng, các bạn cũng sẽ được tặng kèm gói bảo hành ưu đãi 5 năm về máy và hàng loạt dịch vụ kỹ thuật khác như lau dầu, căn chỉnh hoàn toàn miễn phí đấy nhé. Sai mặt của PR100 và Commander không chênh lệch nhiều về mặt thông số nhưng lại cho cảm quan khá khác biệt do thiết kế bezel dày mỏng khác nhau. Tuy vậy với mức này thì cổ tay của mình hoàn toàn
là phù hợp và người châu Á nói chung thì sẽ không gặp vấn đề gì, thật sự là rất là đẹp. Nếu các bạn ưa thích phong cách thể thao sang trọng thì đừng quên đến với các cửa hàng của Duy Anh để lên tay và trải nghiệm trực tiếp nhé. Đức xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.